Dạ vâng, em Triều, sàn Tô Mỹ Đình xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn quay trở lại kênh trao đổi mua bán những chiếc xe đã qua sử dụng cũng như là cửa hàng sàn Tô Mỹ Đình em. Thì ngày hôm nay em Triều tiếp tục về những cái mẫu sản phẩm mới để lên sóng và giới thiệu cho mọi người. Thì cái sản phẩm hôm nay em muốn đưa đến cho mọi người tham khảo đó là một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu năm 2021 và là model cọ 2022. Xe của em thì là đăng ký tên công ty. Xuất hóa đơn rất là cao, thì quý anh chị nào mà mua chiếc xe này về công ty thì cực kỳ là hợp lý này. Đấy nhá. Và biển số là biển số Hà Nội luôn, cũng tương đối là đẹp rồi. 8438. Đấy. Xe thì là màu trắng, bản máy dầu cao cấp nhất. Thì em xin mời quý anh chị và bạn đi vào em về phần chi tiết, sau đó xem báo giá về phần cuối video nhá. Vâng, với một mẫu xe Hyundai Santa Fe máy dầu, chiếc này của em thì chạy được có 2 vạn thôi, xe rất là mới, cực kỳ là mới luôn. Chủ xe thì đã lên thêm những cái bệ bước chân rồi, xe em vừa lấy về xong. Thì quý anh chị có thể là tham khảo qua từng cái chi tiết, đó là cơ bản nhất về la răng, về nước sơn xi cũng như là tất cả mọi chi tiết em sẽ quay để cho mọi người cùng thấy nhá. Xe thì cực kỳ đẹp, bước này của em chỉ cần đánh bóng lên nữa thôi là chiếc xe này đã hoàn toàn là hợp lý rồi. Với thời điểm này thì những chiếc xe Santa Fe thì cũng không phải là có nhiều hàng ở trong hãng, thì với những chiếc xe Santa Fe đi lướt như này thì em nghĩ là cũng là một cái sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý. Thì quý anh chị có thể cùng em đi vào từng cái một, từ phần ngoại sau đó phần nội thất nhé. Đây, về phần nội thất thì còn rất là mới, chủ xe người ta đi thì cũng không sử dụng quá nhiều về phần khoang trong xe, thế nên là tất cả mọi chất lượng xe từ những chi tiết ốc rồi là tất cả mọi cái keo chị, phần nội thất bên trong còn cực kỳ là đẹp và chất nhá. Đấy, quý chị có thể là tham khảo qua với em. Tiếp đến này đi em về lốp, cái phần bên phía bên phần lái như là những quý chị thấy đấy nhá. Lốp liếc còn nguyên ta lông theo xe. Bên em thì cam kết và bảo hành về chất lượng xe là chuẩn chỉ tuyệt đối luôn. Không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản và km là chuẩn luôn. Không có gì là phải lăn tăn về chất lượng cả. Bên em luôn có bảo hành về tất cả những cái về cam kết về xe cũng như 5 tháng hoặc là 6.000 km. Khi mà quý anh chị đó đi trong thời gian đó, bên em sẽ bao quay đầu về tất cả những cái lỗi lớn lớn như là đâm đụng, ngập nước, rồi là máy móc hộp số là không nguyên bản quý anh chị nhá. Đấy, quý anh chị tham khảo qua cái phần nội thất của chiếc xe Santa Fe nhà em mới về đây, cực kỳ là mới luôn. Đấy, thời điểm này là cái thời điểm mà xe mới không có giao và xe cũ mua rất là khó, thế nên là chọn lựa được những chiếc xe lướt, xe đẹp về để bán ở cửa hàng cũng là một điều cái gọi là cũng cực kỳ là khó khăn trong cái việc đi chọn lựa những chiếc xe đẹp. Tiếp đến xong về phần khoang nội thất thì em mời quý anh chị cùng em đi về phần máy của xe nhé. Phần máy là một trong những cái chi tiết khá là quan trọng để cho mọi người có thể là cùng lắm, cùng tham khảo. Với một chất xe biển Hà Nội và chạy được 2 vạn thì phần máy hiện tại bên em đang để nguyên bản và chưa có một cái gì gọi là dọn dẹp nhá. Xe vẫn đang để nguyên bản nguyên zin. Đấy, nếu mà anh chị nào mua xe mà có nhu cầu muốn dọn thì bên em sẽ hỗ trợ cái phần dọn đó cho quý anh chị. Nó không đáng bao tiền nhưng mà em đang để mộc để cho quý anh chị các bạn có thể cân đối và tham khảo nhá. Còn nếu mà bác nào mà muốn thêm về những chi tiết nào hơn nữa thì có thể là báo em qua số điện thoại em sẽ ghi ở trên góc màn hình, có Zalo để em trao đổi cũng như là gửi thêm chi tiết. Vâng, thời điểm về chiếc Santa Fe máy dầu này thì em đang chào bán một giá là 1 tỷ 4 XX. Và cái X như nào thì nếu mà quý chị alo cho em hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng xem xe, em Triều hứa sẽ để cái giá tốt nhất để cho quý anh chị các bạn có thể là lấy được xe mang về. Và lưu ý một điều em là xe công ty xuất được hóa đơn cao quý anh chị nhé, xe công ty xuất được hóa đơn cao đó. Vâng, và địa chỉ cửa hàng xem xe của em tại số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Lội, sàn ô tô Mỹ Đình. Số điện thoại em ghi vào góc màn hình. Rất mong được sự ủng hộ của khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến để ủng hộ cho sản phẩm cũng như là cá nhân em Triều. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người.